Chị gái nào vừa muốn sở hữu một mẫu chân váy đang có giá ưu đãi này, có một cái form dáng gọn này, một cái chất liệu co giãn, thì hãy xem hết này video này với em nhé các chị nhá. Dạ vâng ạ, mức ưu đãi là bao nhiêu thì các chị hãy để lại dấu chấm cho em để DJ có thể báo giá ưu đãi hấp dẫn nhất cho các chị, cũng như là sẽ tư vấn cho các chị gái về size số đúng không ạ. Mẫu chân váy này sẽ có đủ size cho các chị yêu của em, từ S cho đến 2XL cơ, cả nhà mình cứ yên tâm sẽ có đủ size cho các chị yêu của em lựa chọn nhá. Và một cái điều vô cùng tuyệt vời cho mẫu chân váy này, các chị khi mặc ấy, các chị gái sẽ cảm thấy có cái độ co giãn, các chị ơi, sẽ có độ co giãn rất là mềm mại và vô cùng là dễ chịu cho các chị ấy. Khi các chị ấy di chuyển cho em thì vẫn đảm bảo cho mọi người nhá, các chị ấy để ý cho em này, bước đi vô cùng là tự tin thoải mái luôn, nhất là các chị, những chị nào mà dùng xe ga cao ấy ạ, thì các chị gái vẫn là hoàn toàn tự tin khi sở hữu mẫu chân váy đuôi cá này của Zday các chị yêu nhá. Với một chất liệu co giãn và với thiết kế dòng đuôi cá rất là gọn nhẹ thôi các chị nhá, không hề thiết kế rườm rà diêm dúa cho các chị ấy này. Đây, rất là gọn, chỉ thiết kế thêm một chút phần voan thôi để tạo ra một cái phần đuôi cá nhẹ nhàng để cho các chị bước đi sao ạ, nó dễ chịu và nó thoải mái hơn nha các chị nhá. Đấy, thế nên cả nhà mình nếu mà đã yêu thích một cái mẫu chân váy dáng ôm gọn gàng như thế này đúng không ạ, một chút đuôi cá nhẹ ở phần đuôi như thế này thôi để giúp cho các chị bước đi dễ chịu thoải mái, thì các chị ấy nên sở hữu mẫu chân váy này cho em, bước đi cực kỳ là dễ chịu cho cả nhà mình luôn. Đây ạ, các chị ấy có thể quan sát này, phần mông này lên rất là căng tròn và rất là đều và đẹp đúng không các chị gái. Vậy thì tình yêu nào chúng ta đã yêu thích mẫu chân váy đuôi cá này của Zday rồi thì nhanh tay nhá, các chị gái hãy tự tin mạnh dạn để lại dấu chấm ở dưới video để Zday tư vấn cho các chị, và khi các chị ấy nhận được hàng thì mình sẽ kiểm tra hàng và mặc thử đến giúp em nhé các chị nhá, đúng không ạ. Rồi, một lần nữa thì cho phép Zday xin cảm ơn tất cả các chị gái đã quan tâm và xem hết video này của em ngày hôm nay.